các bạn, bây giờ tôi sẽ check in cho các bạn từ cổng đi vào khu du lịch sinh thái Bến En, vườn quốc gia Bến En của tỉnh Thanh Hóa, với chiều rộng là 15.000 hecta. Đây, góc bên này là nơi để xe. Ở đây ta sẽ tiến thẳng vào cái khu vực chính của đấy. Đây là khách du lịch, rất nhiều khách du lịch ở mọi miền tổ quốc họ đến đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây là các cái số điện thoại để các bạn liên hệ về dịch vụ chất lượng và tiếp nhận những cái như đây là bến ăn. Đây, đây là phòng lễ tân, nơi các bạn check in, nơi các bạn check in mua vé để đấy. Đây là nơi các bạn check in mua vé để ta xuống thuyền. Đấy, xuống dưới đây và ta đi ra ngoài kia, tôi sẽ đi ra đây một vòng. Theo chân những người đẹp. Đây là nhà truyền thống, nơi giới thiệu về hệ sinh thái vườn thú. Ở đây thì vườn quốc gia Bến En thì có 462 tất cả các loài thú, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều. Tôi sẽ review sơ qua về cái vườn này thôi. Đây là mô hình, các bạn nhìn thấy chưa, đảo rất nhiều chim trói gọn. Đây mới là đúng hưu. Nơi này có cả gấu. Các loài rắn, cá, cây cối, hoa quả ở đây. Hổ, chim, rùa, công, thằn lằn, tắc kè, vọc. Nơi này là nơi rất tuyệt vời, các bạn có thể đến đây, hãy đến đây một lần. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Chúng ta sẽ ra đây, đây ngắm cảnh và đến cái nơi mà chúng ta sẽ xuống thuyền đợi đủ người để chúng ta ra đảo. Chuẩn bị cô ta có ra đảo không anh ơi? Đến đây rồi thì cũng nên ra cái rồi nữa. Đây. Đấy. Đây có hệ sinh thái đấy, cá. Các bạn có thể nhìn thấy cá đây. Tôi sẽ xuôi cho các bạn thấy cá. Thuyền. Thì khi mà chúng ta đến thì chúng ta sẽ lên những con thuyền như thế này. Đấy. Ở đây. Thì họ sẽ đưa chúng ta ra ngoài kia, ngoài đảo. Rất bộc phập phồng. Đấy,
Đây là những con thuyền sắp tới sẽ đưa chúng ta ra đảo ngoài kia. Vấn đề của chúng ta bây giờ là chờ đủ khách, đủ số người. Ở bên kia thì họ đi theo đoàn, mình đã không kịp. Nơi đây có nơi để cho bạn nghỉ chân, ngắm cảnh, nước chè. Chúng ta chờ check in thôi. Ở đây có các cái dịch vụ ăn uống, gà đồi, gà di, lợn cỏ, cá hồ, sung mực, cá canh đắng, canh măng, vân vân. Đấy. Ở đây không thấy có hướng dẫn viên nhỉ? Một mùa này thì chúng ta đã bắt gặp một bông hoa, hoa đào nở sớm. Tôi sẽ quay cái bông hoa đào này cho các bạn. Hôm nay trời mờ sương, rất khó để nhận ra được hết vẻ đẹp của vườn quốc gia Bến En. Tôi sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo về du lịch xứ Thanh.